Ông tốn tiền up 10, tôi chỉ roll ở 9. Tôi roll trước mà tôi không thấy tướng đâu, tôi đen hơn. Mấy thằng ấy tự lên Khazik 2 nó không làm gì cả. Tự lên Khazik 2 đồ đẹp, cay ra đồ đẹp. Cay ra cùng đao kiếm súng quỷ thư, DC cung săn hết kiếm. Khazik dắt tinh thần mà tôi cũng lý hết kiếm. Đánh auto top. Trừ hai thằng lấy khổng lồ hóa top 1, 2 thì nó cũng là thằng top 3. Đồ tự đẹp, tướng tự ra. Ấn đẹp luôn. Đỏ vãi đái chứ sẽ không đỏ. Lỡ đấy 10 sống hơn 9 sao được. Sao mà sớm hơn nữa. Lúc tôi level 8 chuẩn bị lên level 9, lúc đấy nó mới 4.8, 40 tiền. 4.7 tôi gặp nó, lúc đấy tôi sắp lên 9 rồi, 5.2 tôi lên 9, tôi sắp đủ lên kinh nghiệm lên 9. Thì nó mới level 8 40 tiền thôi không? Biết cái đéo gì ngồi nói như đúng rồi ấy. Level 8 4.7 bạn lấy cái loại đấy bạn mất 48 tiền để lên 9. Và bạn phải mất thêm tầm 60 tiền để lên 10. Cái con khang. Làm như mẹ tôi chơi chơi cái game này mòn đít rồi. Rồi mất cả 100 tiền nữa mới được 10 đấy. Chơi cái game này mòn đít rồi còn ngồi đó mà chỉ nó lên sớm hơn không, level 10 sớm hơn cái cục cướp. Pháp sư thôi. Không phải nghĩ. I'm on it, Black Shoe. Đây là loại 4.7 là cuối mà. Mà bạn vẫn đang để level 8, không có một kinh nghiệm nào để up ấy thì mất 48 tiền để lên 9. Và lên 9 thì mất thêm trả phải tầm 60 tiền nữa thì tổng cộng tiền của bạn lên 9 hết mẹ 500 tiền rồi. Và mấy bạn cứ đòi thôi, mấy bạn cứ kiểu mà nó lên 9 trước bạn level, nó lên level 10 trước bạn lên level 9 có còn khẳng lên level 10 trước. Mơ à. Lên lên con khẳng này. Chơi mon đít rồi, ngồi đấy mà chỉ, cái chặt trò. Ông tốn 100 vàng thì tôi trong khi 5.2 tôi lên 9, ông đào đâu ra. Ông không roll, ông thấy thẳng 10, ông đào đâu ra mà ông roll nhiều tiền hơn tôi. Hát à? Ông hát đâu ra? Bắn một đồ chơi cũng sao mà không top 1 được. Nên cay thì khó top 1 lắm. Ít mình bắn đấy mình chân top 2 thôi. Sao top 1 được? Cái thằng top 1 nó quá đỏ rồi. Siêu đỏ chó. Gồi gãy đít tự ra tướng. Hai ván luôn đó bạn ạ. Ván trước đó nữa là mẹ lên vào 7, 2 có 4 tiền 2 sao. Các bạn chỉ chơi được những cái thằng đen đen thôi, còn mình gặp mấy cái thằng chó đỏ như vậy thì bó tay. Chơi cái đéo nào lại. Làm thao mà đỡ được. Có thể bán bớt một con Brain đi cũng được nhé. Rồi, ma ba con hai sao. Nhìn nó kìa. À, lối đi riêng à? Đi riêng chắc phải bán Brain à? Nói vừa rồi mình ấp 9 đến 5 tiền đấy, full 5 tiền rồi gì nữa à? Full 5 tiền với con Brown thôi. Ván này phải mua thôi.
không bán được nữa. Game này thì các bạn chỉ dùng kỹ năng để giải được trong top 4 thôi. Còn những cái top 1, top 2 toàn là nhân phẩm gắn. Hoặc là bạn gặp mấy cái thằng nó có nhân phẩm nhưng mà nó non. Ủa 4 con 2 sao rồi nhỉ? Càng 5 con 2 sao luôn rồi đấy em ạ, đây nữa này. 5 con tướng 2 sao. Game kỹ năng đó. Đây là cách đánh cách giữ máu đầu game nhé. Full 2 sao vứt vào là giữ máu được. Đó là cách dễ nhất để bạn giữ máu đầu game. Không có cách nào giữ máu dễ hơn cách đấy đâu. Mất chuỗi gì, bạn đang chuỗi ít mà. Trừ khi là bạn tới cái round này thì bạn mới sợ thắng thôi. Còn trước round 2.6 này, 2.7 thì sợ gì thắng. Thì đấy, cách giữ máu đây này. Đây là cách giữ top 100 máu mà vừa giữ máu được máu đây này. Đây, cách giữ máu tốt nhất đầu game này. Còn gì nữa à? Đồ đẹp, ấn đẹp. Tướng mẹ 2 sao đó. Đó, cách giữ máu đấy, tôi chỉ cho mèo đấy một lần thôi nha. Chỉ cho mấy ông cách giữ máu đó. Dễ lắm. Cứ làm như thằng này là được. Còn bán cả ai làm luôn rồi. Cứ làm như ông này là được. Đó, bây giờ bạn thắng lại em điều này. Cần thiết gì phải bán máu đâu. Khỏe à, có sự quên 2 là khỏe. Sự quên 2 muốn pháp sư đầu game là hơi khỏe. Con cửa nam mất dậy thế. Ê, thua này. Nếu mà thua thì thôi đi, đừng thắng. Ừ, hay quá. Thua thì cho sao bỏ con sầu quên ra nhé. Ngon. Có mạnh ra hàm gì. Bỏ ra để mình thua nốt. Không thắng thì càng tốt chứ cái gì đó. Vứt thêm một dích vào nữa là chắc chắn thua luôn. Cho nó chát anh em ạ. Lỡ gặp thằng ở dưới nó bỏ quân ra ấy, thằng này này. Mình cũng giết được con Cassadin đó. Rồi mà cũng gì giết được con Cassadin thôi, kể cả bỏ full quân như nãy. Hang Rek'Sai sao mà giết. À, ok. Đẹp, con chức năng 74 máu, ổn. I can do it. Do not make my hammer mad. Giác thì xài cái thôi đúng không? Thắng phép thì hên xui. Gậy thì cầm. Ồ nó. Thú tượng hả? Cần thú tượng không ta?
Nó đã thú tượng. Đồ này xài được các bạn. Giờ mà ra vết là 6 pháp sư nhỉ. Spam pháp sư mà không chán. Bạn vào mà spam. I can do this. Vào spam đi bạn. Đánh pháp sư dễ lắm, vào spam đấy. Đầu game ấn ở đó ấn pháp sư thì đắng. Mẹ gì đâu. Rắn cao ai sẽ che hát, có gì đắn lấy. Ông này có đủ xiên pháp sư ngon nhỉ. Đủ xiên pháp sư. Bốn pháp sư ba liên xạ. Con Blitz thì ngon. Còn mỗi vọng âm thôi. Hết à. Làm gì còn cái gì đâu mà lấy. Ủa ông này tính là giờ đi 2 luôn rồi nè. Cung săn vô cực rồi nè. Đúng rồi, mỗi thứ ngon một kiểu các bạn ạ. Xài được kêu 2 lần thì hồi xưa cái gì nó 100% thì nó ngon. Nhưng mà mình chơi không đủ 100% nó giống như liên xạ thôi. Ông xài 3 pháp sư hay 6 pháp sư nó không xài kêu liên tục. Phải đi một vòng trái đất đánh lửa. Chứ chạy thẳng vào là nó lực của mình đấy. Hồi xưa xài skill 2 lần thì đam nó bé. Xài skill 2 lần cũng giống như là nó giống như là cộng được 100% AP thôi. Đúng không? Nó gần giống thôi chứ nó không phải hẳn là giống. Nó sẽ gần giống như là bạn xài gần giống. Gần giống như 100% AP. Tại vì nếu mà cái con pháp sư đó cầm mũ phù thủy với lại này nọ vào thì lại không giống. Chưa có Blitz thì thôi với tao rồi. Chưa thấy Lucidon chỉ có thối sao đâu. Đất phong này vẫn ngon mà. Yep. Glass is half empty. Time to start some trouble. Sáu pháp sư luôn. Không, đâu có tính đâu.
Đó kìa. Đó đâu có đốt đâu, thấy không? Con gốc kia vừa kêu con này á. Này con này này, làm gì có đốt đâu. Chế à? Đối với gì á, từ từ đó. Giảm năng lượng à? Tái chế. Đập ấn lên xuôi á. Đập một cái cung không? Cái cung nhiều khi làm một cái thục đạo với một cái cung tái chế nhỉ? Từ từ nhỉ? Để một mớ bác sư mà nó không ra bác sư đen. Đập cung với ấn luôn, từ từ các bạn ạ. Muốn đập ấn thì đợi khi nào ra con Zinix rồi mình mới đập ấn. Và hiện tại thì mình đang xài tái chế. Ra con Zinix thì mình có tái chế rồi, mình không đánh được 4 tái chế thì mình mới đập ấn. Còn chưa ra thì thôi, từ từ. Xếp 2 F8 50 tiền. Giàu vãi. Lối đi riêng lưu 7 cái series ngon thế. Đồ cũng đẹp nữa. Ấn cũng ok nhá, ông này đỏ phết. Lối đi riêng mà tôi được như ông này thì đỡ quá. Ấn đẹp, đồ đẹp này. Dần lại thấy trận trong đồ ok phết. Tố quỷ thư á. Savor the misery. Ăn là nhà đồ thì thôi, không ăn gì hết, bỏ. Chỉ xài cá kiếm tiền thôi. Hên hên hát được một đồ thôi thì ngon, mà không thì bỏ. Ăn làm gì? Cái kiếm này. Nhà được ta. Nhà được kiếm, ngon. Rồi, dắt tinh thần cho con cá. Bỏ Echo vẫn còn tái chế nhé. Cứ cho cá chứ đi nhá. Còn con Zinix từ từ. Cho cá để cá nó sống. Này, lì xì cho em một đồng. Cho hắn ăn hẳn một đồng rồi đấy nha. Không phải không cho ăn nha. Ăn ngon đấy lìn lên. Cho Zinix cái cung à, ok.
gì ghê. Ừ đồ thì con mẹ là cùng 4 đồng kìa. À cả được đấy nhở. Ăn 1 đồng thế mà mình cho ăn nha, không phải mình không cho ăn nha, nó cho ăn rõ ràng. Chiến lợi phẩm ấy, mình không thích cái kiếm phép này lắm. Mình không thích xài kiếm phép các bạn. Này cho ăn thêm 1 đồng này. Đó, có cho ăn đàng hoàng. Để hết đồ đi rồi mình đập các bạn. Bốn tiền AI để được đồng nào luôn. Đó, không có chiến lợi phẩm là thua rồi. Không chiến lợi phẩm là thua toàn môn đó rồi. Chiến lợi phẩm ngon hơn. Tí mình bỏ con cá bây giờ tao không cho ăn nữa đâu. Ra một mảnh đồ là vui rồi. Nhiệm vụ của em đã kết thúc rồi. Mission complete. I demand an entree. Đấy, đúng rồi, cái kiếm phép ngon với điều kiện là bạn team bạn thiếu đam, còn team bạn có thiếu đam đâu. Tí team bạn đam to, ấy cứ cướp ra có thiếu đâu. Trời ơi, má ơi, cái gì nhiều cung thế. Cảnh binh cũng như lèn được cái gì đó. Diệt tí cho Victor nhỉ. Lốc xài được. Tính cho Victor Zenith cũng được. Ừ, cho Zenith cũng được. Tí cho nốt ra này luôn này, tiết kiệm tí cho em cá thêm 1 round. Đấy, được 2 đồng này, được 2 đồng này. Cá đầu cuối hết được 2 đồng rồi, bán này con này ốc cái rồi, rồi sau tự lên level 9 rồi đấy, rồi roll. Yep, glass is half empty. I'm always ready. Thiếu gì Ari đúng không? Đéo kịp. We will show them all. Có 2 mà lấy xì thế nhỉ? Mua luôn. Ai mình đang chấp đồ á. Sư cô. Thế tao 3 mai lên. Sỉ 2. Ủa con Ari đâu ta? Disappointing. Đây à. Ok. Red Dog cái gì mẹ ấp 9 dư mẹ muốn. Còn mà up level 9 dư tính ra nếu mà mình bán con cá, con cocky mấy cái con lẻ tẻ đi là mình up 9 dư 70 mấy vàng đúng không? Chứ có phải ít đâu. Không lượng có gì hết được. Có thằng nào cảnh binh không? Không có cảnh binh đúng không?
Có cả bên sẽ phải lấy cái khăn. Khăn Victor hoặc là khăn Victor. Khăn Victor. Không có cảnh binh các bạn à, mình đang suy nghĩ xem là Khang có nên đưa cho JC không. Tại vì không có cảnh binh ấy, mình đang tính lượng giáp máu cho con này mà không lượng được. Thôi cho Victor đi, để cho Victor đứng góc. Đây hả? Hết rồi. Bài đâu có thiếu đam đâu. Đó là các bạn lấy kiếm phép làm gì? Đánh nhau được 10 giây lấy kiếm phép làm gì? Đó. Rồi mấy ông cứ kiếm phép thôi. Kiếm phép để làm gì? Cung săn à? Cung săn dây xì đi. Giờ rô nó giờ chắc vách 3 anh em ạ. Hoặc là kệ xem coi chúng nó đang xài con gì bắt không. Neko thì ông cũng phải rút được hai con, một cái Neko đúng mày. Bắt tướng chơi vậy làm gì? Thật sự à? Lưu Hương sôi sục, Senna đổ mỡ. Thế ra ông này cũng ok ấy nhỉ? Lối đi riêng. Đó đi riêng là kiếm cây ra. Cái Liêu Ha cũng không thua được, không thua được. Sao thua được? Đó, dây ra cái thứ chói này nè. Đó, làm combo combo rồi. Hết tích chấm rồi đấy. Để sao nữa? Đó, dài ra các thứ luôn nha, dài ra chói rồi thì bờ lao vào lê các thứ luôn. Chói rồi bò combo Galio nhảy CC liên tục vẫn không thắng được. Wow combo vẫn không thắng được mình. Có nào có Blitz không? Có một con Blitz đúng không?
Full 2 sao tôi kéo team tôi xuống. Con dưới này bướng phết á. Con dưới này nó bướng. Đó, Galio 2 nè. Đó, thằng kia cũng gần luôn. Mất tiêu luôn. Làm thêm cái thông đạo đi ha. Thêm tí tăng. Gáy tự lăn ra chết gáy á. Nhìn hài cốt mà là ê vui á. Làm này 3 sao rồi ta. Ôi nào, để coi được 5 vàng 3 sao không. Neko, 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 ra Neko thì bạn mới bán được các bạn ơi. Không có Neko ở sau rồi, không sao mà nó làm ra sao được á. I can make a difference. Disappointing. Không có hốt các bạn ạ, à. Không có hốt. Không có một cái hốt nào hết á. Không được rồi. Có câu thời gian ra được 5 vàng 3 sao không? Có thể này. I'm always ready. I'm always ready. Fully charged. Được rồi này, đó, câu giờ đó. Mạnh nhãn chưa?
Mà nén chưa? 1 cân 9 ăn CC chết luôn nhá, ở đây 1 cân 9. Để DC bắn xa, bắn nó đã các bạn. Đó, búp kìa, búp kìa. DC búp kìa. 600% tốc đánh. DC bắn xa búp chó đã. Nhờ. Đấy, mình câu thêm một round để mình roll 5 vàng 3 sao, anh em muốn gì nữa à? Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.